Mùa giảm giá cuối năm, chương trình tài trợ giá của Pico dành tặng khách hàng nhân dịp Giáng sinh và năm mới TV LED 39 inch giá chỉ từ 6.490.000 đồng. Máy giặt lồng ngang Electrolux nhập khẩu Thái Lan 6.990.000 đồng. Lò vi sóng Electrolux 23 lít có nướng 1.690.000 đồng. Nokia Lumia 625 màn hình 4.5 inch 4.498.000 đồng. Laptop Asus Core i5 giảm giá trực tiếp 1.5 triệu đồng. Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống Pico. Pico, giá bán luôn luôn rẻ hơn.